Đây có phải là một sự lừa gạt? Vâng, nếu chúng tôi yêu cầu các anh chị đầu tư trung bình mỗi năm từ 15.000 tới 30.000 đô la và các anh chị phải làm ít nhất là 4 năm, rồi sau đó chúng tôi không bảo đảm rằng các anh chị sẽ có thu nhập. Và thậm chí sau đó chúng tôi có thể yêu cầu các anh chị tiếp tục theo 2 năm nữa và đầu tư trung bình từ 20.000 đô tới 40.000 đô mỗi năm, thêm 2 năm nữa là 6 năm. Và chúng tôi cũng sẽ không bảo đảm rằng các chị sẽ có thu nhập. Và thậm chí sau đó chúng tôi có thể yêu cầu các chị đầu tư thêm 3 năm nữa, mỗi năm từ 20.000 tới 40.000 đô. Và sau đó chúng tôi vẫn không bảo đảm rằng các chị sẽ có thu nhập. Về các chị sẽ làm gì? Hoặc là chúng tôi yêu cầu các chị đầu tư khoảng 300.000 đô tới 500.000 đô và chúng tôi không bảo đảm các chị sẽ có thu nhập. Thì các chị sẽ làm gì? Hoặc là các chị sẽ đầu tư hàng ngàn đô la và chúng tôi sẽ không bảo đảm các chị sẽ có thu nhập. Các chị sẽ làm gì? Trong ví dụ thứ nhất, đó là những bạn nào đang đầu tư thời gian và tiền bạc để đi học. Chúng ta đầu tư cho mình hoặc cho con cái của mình 4 năm học đại học. Và sau khi 4 năm học đại học, không ai bảo đảm rằng những đứa con, đứa cháu hoặc là chính bản thân mình ra trường sẽ có nghề hoặc là sẽ kiếm được tiền. Thậm chí thống kê cho thấy, trên 80% những anh chị em nào đi học đại học ra thường không làm nghề mình đã học. Và sau đó một số người quyết định đi học nữa và họ học thêm 2 năm lấy bằng Master, ra trường vẫn không bảo đảm rằng sẽ có việc. Thậm chí có những anh chị em học ra bằng luật sư từ 6, 7, 8 năm vẫn không ai bảo đảm rằng sẽ có công việc hoặc là công việc chưa hẳn là có thu nhập cao. Còn một số anh chị em khác bỏ ra 300.000 đến 500.000 đô để mở nhà hàng hay một cái kinh doanh nào đó vẫn không ai bảo đảm rằng sẽ có thu nhập. Thậm chí thống kê cho thấy trong vòng 5 năm đầu tiên, 95% những nhà hàng mở cửa hoặc là bán hoặc là sang tên. Và phần còn lại một số anh chị em bỏ tiền bạc và thời gian ra lấy bằng, ví dụ như là bằng địa ốc. Không ai bảo đảm rằng sau khi có bằng địa ốc sẽ có tiền. Thậm chí thống kê cho thấy rằng chỉ 2% những người có bằng địa ốc có thu nhập trên 10.000 đô la mỗi tháng. Còn đa số những người có bằng địa ốc không kiếm ra tiền, thậm chí khoảng 80% những người có bằng địa ốc để cho vui chứ không kiếm ra tiền cái gì. Nhưng chúng ta thường thường không có quá tiêu cực vào những cái này, tại chúng ta quen. Tức là chúng ta hiểu rằng đi học 4 năm kiếm được việc hay không là do người đó. Học 6 năm kiếm được việc hay không là do người đó. Mở nhà hàng kiếm được tiền hay không cũng là do người đó. Và lấy bằng địa ốc kiếm được tiền hay không cũng chính là do người đó. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu tới kinh doanh mạng lưới, network marketing, thì mọi người nghĩ rằng tất cả mọi người làm network marketing phải có tiền. Và nếu họ không kiếm được tiền thì đó là lỗi của công ty, lỗi của đội nhóm, lỗi của sponsor, lỗi của sản phẩm. Và hoàn toàn họ không nghĩ rằng đó là lỗi của người tham gia. Thống kê cho thấy rằng khoảng 95% những người tham gia kinh doanh mạng lưới bỏ cuộc sau 3 tháng. Họ nói chuyện với 1, 2 hay 3 người và họ không còn làm việc nữa. Nhưng đó vẫn là một thống kê cho thấy rằng là có nhiều người bỏ cuộc. Nhưng mà bỏ cuộc không có đồng nghĩa với thất bại. Có bao giờ các anh chị làm công việc gì mà trong vòng 3 tháng các anh chị thành công không? Có công việc nào các anh chị làm 6 tháng mà các anh chị thành công rực rỡ không? Có công việc nào mà các anh chị làm 1 năm mà các anh chị có thể kiếm được trên 10.000 đô mỗi tháng hay không? Vậy thì tại sao chúng ta nghĩ rằng là khi chúng ta làm kinh doanh mạng lưới thì bắt buộc chúng ta phải kiếm được tiền và bắt buộc chúng ta phải kiếm được nhiều tiền và bắt buộc chúng ta phải kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất? Đó là điều vô lý, rất vô lý. Nhưng những người không làm được thì ít khi họ nghĩ rằng đó là lỗi của họ, nhưng họ nghĩ rằng đó là lỗi của hệ thống, lỗi của kinh doanh, lỗi của công ty, lỗi của sản phẩm. Nhưng thực ra, kinh doanh mạng lưới cũng giống như là tất cả những mô hình kinh doanh khác trên thế giới. Tuy nhiên, kinh doanh này không đòi hỏi mình phải đầu tư vốn liếng. Nhưng mà kinh doanh nào muốn thành công cũng vậy, các anh chị cần phải đầu tư thời gian, cần phải đầu tư nỗ lực, cần phải học. Bất cứ mọi kinh doanh nào cũng cần phải có kiến thức, cũng cần phải có kỹ năng. Vậy thì khi chúng ta kinh doanh mạng lưới, chúng ta cũng cần phải có kỹ năng và kiến thức. Và kỹ năng và kiến thức không có thể nào một ngày, một buổi mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẵn sàng đầu tư tiền bạc và thời gian để đi học những ngành nghề khác. Vậy thì khi chúng ta kinh doanh mạng lưới, tại sao chúng ta không sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc để đi học? Tại vì đây cũng là một cái nghề. Và đây là một cái nghề chân chính nếu các anh chị biết. Bằng không các anh chị không biết cách làm thì các anh chị cũng giống như bao người kia tới rồi đi và làm mang danh và ô uế cái ngành kinh doanh chân chính này. Dĩ nhiên, chúng ta cũng chấp nhận rằng có những người khác tận dụng và lợi dụng mô hình kinh doanh này để lừa gạt. Nhưng mô hình kinh doanh chân chính đòi hỏi những cái sản phẩm tốt, độc đáo, lâu bền và công ty uy tín.
Các anh chị làm việc với New Skin và các anh chị làm việc với chúng tôi, đây là một công ty uy tín đã có mặt trên thị trường 31 năm và bảo đảm chất lượng 100%. Vậy thì cái phần và cái cơ hội thành công hay không, không phải do công ty, không phải do sản phẩm, mà do chính bản thân mỗi người chúng ta. Khi chúng ta tham gia, chúng ta hãy nghiêm túc cho mình thời gian để đi học và hãy sẵn sàng chấp nhận vượt qua những khó khăn để chúng ta có thể tới với thành công. Và đó là cái suy nghĩ đúng đắn nhất. Xin chúc các chị sau khi đã có chọn lựa đúng đắn, hãy nghiêm túc đầu tư thời gian cho mình và hãy học hỏi để cho mình kiến thức và kỹ năng để các chị có thể thành công. Xin cảm ơn các chị.